Hello, xin chào quý vị và các bạn. Rất vui quý vị và các bạn quay trở lại kênh của Khánh Nguyễn Cuộc Sống Đức U70. Hôm nay là Chủ nhật, buồn quá. Ở nước ngoài thì nó đã vắng vẻ rồi, mà Chủ nhật thì đừng vắng tanh vắng teo. Nhiều lần mình đã quay cho các bạn xem đấy. Thì từ sáng giờ dậy làm lằng nhằng, vừa mới ăn sáng xong quên, mà ô chết quên, chưa đăng video lên, hết cả video đăng thì lại phải làm vội một cái video để đăng. Trước khi đi vào chia sẻ thì quý vị và các bạn cho gửi lời chúc tới gia đình quý vị và các bạn ngày Chủ nhật vui vẻ, hạnh phúc, quây quần bên nhau thật là ấm áp. Nhất là ở nước ngoài này thì mang tiếng trong một gia đình đấy, nhưng mà mình thấy một gia đình nhưng mà cứ mỗi người mỗi công mỗi việc, người thì đi làm quán, người thì đi làm lai, các cái giờ mở cửa nó tranh nhau, như là cùng trong một nhà nhưng mà vợ chồng gặp nhau rất là ít các bạn. Chỉ có tối về thì đi ngủ, thì ngủ thẳng căng rồi thì mới gặp nhau, còn thậm chí bố mẹ cũng chẳng gặp con, mà con gần cái những người giúp việc hơn là bố mẹ đấy. Nên là quý trọng nhất là cái ngày cuối tuần, cho nên là cái ngày cuối tuần thế là gia đình các bạn đoàn tụ ấm áp, cho nên là hay tổ chức nấu ăn và bày vẽ món nọ món kia, chỉ có dành vào cái ngày cuối tuần thôi. Thì hôm nay mình có hai cái chủ đề. Một cái chủ đề ấy là hôm trước mình làm về nhà cửa Đức, lý do tại sao mà trước đây nhà bên ông Đức này người ta xây dựng rất là nhiều nhà tầng, nhà gác, nhà kiểu người ta gọi là khu nuôi bao, nhưng mà cái thời Đông Đức ấy thì là cả toàn là nhà lắp ghép đấy, mình cũng chia sẻ như thế. Nhưng lý do tại sao bây giờ người ta lại phá đi chỗ thì người ta để không, để cỏ, chỗ thì người ta xây nhà riêng để bán, và có chỗ thì người ta xây các cái cửa hàng bán đồ ăn, như ví dụ như mình gọi là siêu thị đấy. Thì mình nói lý do thế thì có một, nói thẳng thì nói chung là trong video này mà mình nói thẳng để nghe nó buồn cười. Tất nhiên là không biết là có thể nó chỉ là nếu mà gọi nó là cháu thì chắc là nó cháu em thì có thể là không, nhưng mà có thể là cháu gì đấy, khoảng hai đấy. Thì nó vào kênh của mình, nó nói là xàm quá, bà này câu view câu like, chắc là bà này hết chủ đề để mà nói. Ô, các bạn thấy mình chia sẻ cái video đấy có đúng không, có chính xác không? Thì cái kênh của mình ấy là kênh Cuộc Sống Đức, thì mình chia sẻ về cuộc sống hàng ngày của mình, của thiên hạ, của mọi cái xung quanh, và mình thấy cái gì thì mình có quyền mình chia sẻ lên. Thế tại sao mà nó lại bảo mình là xàm quá, bà này câu view câu like, chắc là hết chủ đề để mà nói. Ôi trời ơi. Thì mình định thường ấy, mình thì bây giờ mình không có đi tương tác chéo các bạn ạ. Nhiều khi nói thẳng với các bạn là tương tác chéo ấy, nhiều người mình rất quý những bạn mà không làm YouTube nhưng mà vào xem ủng hộ là những khán giả thật. Còn những khán giả mình đây là mình nói không phải là tất cả thế các bạn nhé. Có những cũng có một số em, một số cháu rất là dễ thương làm YouTube nhưng mà vào ủng hộ và có đi có lại thì chỉ một số thôi. Thì là mình cũng có đến, chứ còn mình không đi nữa. Thì mình nói cái này thì mong các em, các cháu nào mà cũng làm YouTube mà yêu quý cô, yêu quý chị mà vào ủng hộ dạng mà tương tác chéo đấy thì là đừng có tự ái nhá. Thì mình biết là khán giả thật, khán giả không thật như thế nào, mà có những khán giả nhá, mình vào mình xem video dài, mình xem hết video, nhưng mà vào kênh của mình chỉ có xem video ngắn thôi. Đấy là khán giả cũng làm YouTube đấy.
Còn có những khán giả vào xem thật sự, vào xem thật sự mà rất là quý thì chỉ có mấy người thôi, thì mình vẫn có đi có lại. Thì nói thì đừng có tự ái, nhưng mà đa phần ấy, nếu các bạn có công nhận không, đa phần là làm YouTube là chỉ có vào để lấy cái lượt mà mình sang mình xem giả trả thôi, hoặc là lấy cái lượt đăng ký thôi. Buồn lắm, mình nói rất là nhiều rồi nhưng mà không ăn thua. Video thậm chí mình làm dài 15 20 phút nhưng mà xem mũi tên đen xì xì quay xuống, tổng cộng xem được có hơn 2 phút, các bạn thấy có buồn không? Cho nên nhiều lúc ấy, mà nhất là những cái khán giả mà làm YouTube nhé, vào bình luận là cảm ơn chị hoặc là cảm ơn cô, chia sẻ hay lắm. Hay lắm là hay lắm cái gì? Cho nên là mình chán. Thì nói đây các bạn thông cảm, thì mình rất quý các em các cháu mà vào xem thật và quý mình thật. Tất nhiên là mình làm thì nó không được hay, già cả rồi, cái đầu óc cái tư duy nó cũng không được nhanh nhạy, nó không được là sáng suốt nữa, thì mong cả nhà thông cảm và ủng hộ thôi. Đây này, hết cả hoa rồi, cái hoa này có mỗi một cây bông lan đấy, nó đang tàn hết rồi thì không có cái hoa để cho nó đỡ chống cái màn hình. Chứ còn này không có hoa để thì nó cái màn hình nó trống trải quá. Thì rất nhiều lần nên mình bảo các bạn là nhớ là cho cái like. Cái like nó không có tiền nhưng mà cũng chẳng cho. Thì đấy là một cái chủ đề. Và một cái chủ đề nữa là cũng như có lần mình đã làm một cái video ấy, là sống ở đời đừng nên tốt quá. Nói thật với các bạn, càng ngẫm mình càng thấy đúng, càng thấy đúng. Thì tại sao mình nói như thế, thì mong các bạn xem hết hai cái chủ đề chính của cái video hôm nay. Cái video thứ nhất là nó vào nó bình luận, nó bảo bà này xàm quá, câu view câu like hết chủ đề rồi để mà nói hay sao. Thì các bạn thì xem đấy, không hiểu tại sao view like của mình dạo này nó sụt, nó xuống vô cùng, tổ quốc ta ơi, mà không hiểu được cái nguyên nhân tại sao mà video mình ra vẫn cứ đều đặn luôn. Mà thậm chí á, có rất nhiều người khen là chị làm chủ đề, chị làm video hay lắm, nhưng mà vẫn không có người xem, thế mới lạ chứ nhỉ. Năm lúc oải muốn bỏ dở luôn đấy, muốn bỏ rồi, muốn giống như là buông xuôi rồi đấy. Đấy thì bây giờ như thế nào mới là có chủ đề chính, làm như thế nào mới cả chủ đề chính, thì không biết là mình làm cái video này thì cái thằng đấy nó có vào không. Còn còn cái chủ đề thứ hai là mình có lần mình đã nói đấy, là sống ở đời không nên tốt quá. Thì các bạn thấy nhiều lúc mình nghĩ rất là buồn, mà cuộc đời, cuộc sống, trong cuộc sống thật khó quá. Nhiều lúc mình muốn yên cái đầu mà người ta không để cho mình yên. Mình nói dài nói dai, nói xa nói gần, nói thẳng tuẹt ra là bản thân mình đây. Nhiều lúc rất là buồn, mà có lúc mình kiểm tra lại cái bản thân của mình. Mình không đến nỗi nào với bạn bè, với gia đình, anh em, các cháu. Ngày xưa còn trẻ đấy, đi làm có tiền, chỉ có mong làm để cho anh em cháu chát sang thật là đông. Thì mình cứ nghĩ là thôi thì mình có về, mình có cho nhà anh em cháu chát đông, mình có cho người ta được 100, 200 thì nó chẳng có là cái ngữ nào. Thì mình cứ cho đi như thế thì người ta sẽ lo lắng cho gia đình người ta, mình nhẹ gánh, mình không phải lo. Nghĩ mỗi một cái điều đơn giản như thế. Và cũng có bạn đã vấp rồi, đã tham gia cho mình, nói là trời ơi, đừng có cho đi nhiều, mệt lắm, cho sang thì mâu thuẫn hết. Thì mình mới nói là mà kệ, mâu thuẫn cũng cho đi, miễn là người ta lo cho gia đình người ta, để mình
để mình đỡ phải nặng gánh. Nghĩ một điều đơn giản thế là cứ lao đi làm cho đi. Nói thật với các bạn, những cái tiền mà mình cho những người ấy sang ngày đấy mà mình mua đất mua cát thì bây giờ mình giàu xụ xù xù, nhưng mà mình không mua, mình cho sang, nhưng đến bây giờ cái hậu quả mang lại cho mình được cái gì? Người ta bảo là đừng có lên nói cái chuyện gia đình ra đây, tốt thì phô ra mà xấu xa đậy lại. Nhưng mà nó bức xúc quá, nhiều khi mình cũng nghĩ mà thôi, học Phật, mình nhẫn nhịn, mình lựa, nhưng mà vẫn không được. Thì có rất là nhiều người bảo mình thế này: em phục chị, đứa thì cháu phục cô. Cho được bao nhiêu người nhà sang, cháu chẳng cho ai đi được. Thế này chắc là ngày lễ, ngày Tết hoặc là sinh nhật thì được nhiều quà lắm nhỉ? Ôi giời ơi, nghĩ mà chua xót mà đau đớn. Mình không cần quà, không cần ơn, miễn là người ta để cho mình yên là được rồi. Nhưng mà nó không yên các bạn ạ, nó không thể yên được. Trời ơi, buồn lắm. Và buồn không có người để chia sẻ, thì đành chia sẻ lên đây cho các bạn, các cháu cùng buồn, cùng vui với U70. Nhiều lúc mình nghĩ là không phải như thế là cậy, mình không cậy một chút nào, nhưng mà mình chỉ thấy buồn thôi. Mình không cần ơn huệ, không cần phải quà cáp như người ta nói, nhưng mà nó đừng có một cái chuyện gì nó vui vẻ thì không, không có vấn đề gì. Nhưng mà đây nó lại toan những cái chuyện không đâu. Mình không hiểu tại sao mình sống không đến nỗi gì. Nhiều lúc nghĩ mà hay là trước đây mình không tu, và bây giờ mình bị một cái hậu quả như thế thì cũng không hiểu như thế nào. Nhiều lúc ấy, chuyện thì nó chẳng đáng gì. Ví dụ như là thì người ta có cố ví đấy, ngọc còn cố vết, huống chi là người. Mình có lỗi, mình biết mình có lỗi, thì mình nhận lỗi, mình sửa sai, như thế thôi còn thế nào. Cũng giống như những người, có những người người ta giết người mà nó không phải trong gia đình, mà cái người nhà, cái người có, cái người bị chết ý, đau đớn lắm chứ, nhưng mà người ta vẫn làm phước. Người ta vẫn nói là thôi, người chết thì cũng chết rồi, làm xin giảm án nhẹ cho người ta, đấy là cũng một cách làm phước rất là lớn. Chứ người ta giết người rồi, bây giờ không làm gì được, hận thù người ta, yêu cầu giết chết thì cũng đến thế thôi. Cái người sống vẫn không sống được, đúng không các bạn? Thì ai cũng thế. Mình không bảo mình là hoàn hảo, mình không hoàn hảo, mình cũng là người có lỗi, mình nhiều lỗi là khác. Nhưng ai mà biết lỗi mà sửa thì mới là điều đáng quý. Còn những người mà có lỗi mà không biết lỗi mà sửa, chân người ta nói là chân mình thì dẫm ít mê mê, tay cầm bó đuốc mà soi chân người. Thì bản thân ấy trái này lè ra, sai này lè ra, nhưng mà vẫn thế này thế khác.
Nhiều lúc mình bảo là thôi, không chấp, mình sống mình ăn ở có giời. Năm nay cũng suýt soát 70 rồi, trời cho mạnh khỏe thì cũng chỉ được, chả biết được. Bây giờ ấy, mỗi buổi sáng mở mắt ra là mình nghĩ là mình vẫn còn hơi thở, mình vẫn còn sống, thế là tốt rồi. Không chấp chiêu học Phật, không chấp chiêu buông bỏ, không hận oán thù, hận như thế thù như thế, mang nó mang nặng vào cái đầu và cái tâm, tâm của mình nó không thanh tịnh thì cũng giảm thọ, chẳng mang lại cái gì. Đây là mình làm một cái video lên để chia sẻ cùng các bạn. Chứ còn thật sự ra thì mình cũng không buồn, không oán, không hận. Ngày xưa, cái lúc mà mình còn ít tuổi ấy các bạn, mình nghĩ nếu mà trong gia đình anh em mà mâu thuẫn với nhau ấy thì nghĩ buồn lắm. Buồn, làm thế nào cho hòa thuận. Nhưng mà không ai người ta nghĩ như mình. Ở đời không ai người theo giống nghĩ của mình được. Mình muốn như thế nhưng mà người ta không muốn. Các cụ thường có câu ví đấy, cây thì không muốn lặng, gió không muốn đừng. Một mình không làm lên tất cả. Cho nên là thôi, tất cả mọi cái kệ đi. Muốn ai nghĩ sao cũng được, miễn là mình đã làm tròn bổn phận. Mình không làm gì bất chính, không làm gì quá đáng, không làm gì với chị em. Mà nói thẳng nói thật, rất nhiều người nhé, rất là giàu, có tiền có của, nhưng mà không dám rời ra cho ai cái gì. Như mình đây, mình không giàu, nhưng mà mình bỏ tiền ra cho người nọ người kia đi. Tất nhiên là không phải là không trả hết. Cũng có người thì trả hết, có người không phải trả các bạn nhé, mình nói thẳng đấy. Nhưng mà vẫn không mang lại cái gì. Nhưng mà thôi, mình không yêu cầu cái gì hết. Tất cả mọi cái mình chấp nhận. Mình chấp nhận và mình cứ sống vui, sống khỏe là được. Lạy trời, lạy Phật, để cho mạnh khỏe. Thì còn mọi cái xung quanh mình bỏ ra ngoài đầu, ngoài tai, không nghe nữa. Các bạn có nhất trí với mình đều không nào? Nhiều lúc ấy mình không nghĩ, cũng giống như người ta bảo là tai họa ập đến ấy, mình không nghĩ, mình không lường, mình cứ vô tư mà sống, nhưng nó cứ ở đâu nó đến ấy, chuyện nó cứ ở đâu nó đến ấy. Mà thật sự là trong bụng mình, trong tâm mình nó không có như thế. Mình rất là thật sống thật, nhưng mà nó vẫn không thành thật, mà nó vẫn là cái người ác, người giả dối, người sống không có tâm. Theo mình hiểu, những cái người người ta như thế, người ta nghĩ về mình như thế. Và mình, mà cái người như thế, mình làm cho người ta rất là tốt. Mà nếu như cả đời người ta không tự làm cho người ta được như thế, bố mẹ đẻ ra cũng không lo cho được như thế. Nhưng cuối cùng bây giờ sao đây các bạn? Hận nhau, không nhìn mặt. Các bạn đã thấy đau khổ chưa? Nhưng mà thôi, kệ đi. Thì video này mình chia sẻ đến đây, xin dừng nhá, đăng vội nên không muộn rồi. Cảm ơn các bạn và mong các bạn xem và ủng hộ video nhé. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bye bye. Hẹn các bạn đến video tiếp theo.